Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totan Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã sử dụng gọi là kế là lúc cái thằng Pháp nó rút quân đoàn đi, nó chỉ để một quân đoàn phòng thủ ở đây, là mình đã tranh thủ vào mình đánh chiếm cái tỉnh này của nó, Bavaria, thành phố Munich của vùng Bavaria. Và mình sẽ tiếp tục bán cái vùng đất này, mình sẽ cướp bóc và mình sẽ bán vùng đất này cho thằng Pháp lần nữa, và mình sẽ khôi phục nước Cộng hòa Bavaria ở đây lên để tạo thành một cái vùng gọi là vùng đệm với mình. Trận này chắc có lẽ thôi, và chúng ta sẽ khôi phục cái nước này lên. Bỏ bớt quân đi, cho cái đơn vị quân này nó rút về nhà ngủ xíu rồi. Đơn vị quân này cũng vậy, bị thương rồi, mình sẽ rút về đây để hồi đã. Thế là chúng ta có thêm được một cái vùng đệm. Đây, Cộng hòa Bavaria, thằng này thì nó khá thân với thằng Pháp, nên là mình nghĩ là góc độ ban đầu thì chắc là thằng Pháp nó chưa đánh thằng này đâu. Nên là mình sẽ nghĩ là nó sẽ làm một cái vùng đệm cho mình. Một vùng đệm khá tốt. À, khi chúng ta bắt được một cái thằng lạ, khôi phục được một thằng lên nó làm chư hầu, thì chúng ta cũng chia sẻ công nghệ cho nó luôn, đồng thời chúng ta cho phép nó triển khai quân đội trên lãnh thổ chúng ta luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta có 14.000, do mình vừa cướp được thì mình sẽ nâng cấp các công trình khoa học này lên đã, để có thêm tiền để có thể nghiên cứu tốc độ nhanh hơn. Tiền thì không được thêm mấy đâu. Đây, cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục cho hai tướng này tiếp tục. Úi dồi ôi, học là skill gì đấy. Cộng 3 tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Super rod. Tướng của mình lên cấp rồi, hay quá. Lại đánh tiếp ạ. Rồi, cố gắng luyện được hai cái tướng này lên khá xíu nữa. Vùng như thế này thì nó sẽ không thể nổi loạn tiếp được. Bây giờ các bạn muốn nó nổi loạn tiếp thì các bạn làm cho mình một cái việc như thế này. Các bạn lại giao cái vùng đất này cho một cái nước nào đó, sau đó bạn lại cướp để cho nó tiếp tục nổi loạn. Bởi vì là cái vùng này khi mà công nghệ chúng ta lên cấp cao ấy, thì tự dưng các cái chị An nó cũng tốt hơn, nên là nó ít nguy cơ xảy ra nổi loạn hơn. Rồi. Đấy, bây giờ cái chị An nó tụt như thế này, âm màu đỏ như thế này thì nó mới nổi loạn tiếp được, để chúng ta luyện cấp mà. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ còn đánh nhau thì mình không lo. Quân đoàn này còn 55 à, thì chắc là lượt sau phục đủ, mình cho xuống đây đã. Có thể lượt sau sẽ đánh Thụy Sĩ, luyên phiên các quân đoàn ấy làm việc. Mình chưa biết mình sẽ tiến quân đi đâu tiếp, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đánh Thụy Sĩ tiếp. Ở đây mình có một cái vùng đệm khá tốt rồi, nhưng mình muốn ngăn cách quân Pháp ra. Ngăn cách quân Pháp ra và... như thế nào nhỉ? Nói chung là... mình tạo một cái vùng đệm an toàn. Cho thằng Thụy Sĩ cái tỉnh này à? Nó cũng chả phát triển gì mấy nhỉ. À đấy, thằng này nó đang lên đời đây. Đây nó có nhà lính rồi. Mấy ông đệ của mình chưa phát triển được mấy. 6.000 để tích tiền nữa, để lượt sau mình sẽ nâng cấp tiếp công nghệ, nâng cấp tiếp các cái công trình nghiên cứu khoa học đấy. Bây giờ thì chúng ta phải dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh thôi. Tiếp tục phải có cuộc các cuộc chiến để có thêm thu nhập. Mình sẽ từ từ các cái vùng này mình sẽ có từ từ để lượt sau. Mình lo nhất là cái thằng A, rất có thể nó sẽ tuyên chiến với mình. Nó đã từng tuyên chiến một lần rồi, có nghĩa nó sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba.
chỉ là lúc nào thôi, mình chưa chắc lắm. Rebellions grow in strength over time. The more they're left unchecked. Sau khi bạn cướp xong thì cái vùng này nó lại nổi loạn ngay. Quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Đây à? Các bạn có một quân đoàn phun đây. Quân đoàn này à? Sao bên này đi phòng thằng A? Chúng ta lại luyện cấp tiếp. Truppen vorwärts! Yes, wir werden gewinnen! Der Sieg ist unser! Bereit machen! Marsch! Vâng, Butcher, à, ừ, được, skill tốt, chúng ta lại xếp lại cho mình. Các bạn xếp lại cho mình. Đây, xếp vào cái này đi. Để à, chúng ta sẽ có những cái skill tốt nhất. Marsch! Alles bereit machen! Ja. Wir sind lại học tiếp được 2 skill nữa. Grits, tướng vĩ đại rồi. General of Infantry, có nghĩa là tướng chỉ huy bộ binh. Nó lên đến cấp cao nhất rồi cả. Đây. Đây là tướng cấp cao nhất của chỉ huy bộ binh. Rồi, mình sẽ xếp lại. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục là bán cái vùng này cho một cái nước nào đấy. À, nhưng mà quân của chúng ta lại thương vong nặng quá. Chắc là không cần, cái tỉnh này nó vẫn đang hai cái lên một. Đây này, cái trị an của nó đang âm màu đỏ như này. Thì chúng ta không cần phải cướp bán đất cho thằng nào cả. Cứ để thế đã. Ở đơn vị này thì phải rút về đây để hồi quân. Đơn vị này hồi đầy đủ rồi đúng không? Một cuộc tấn công cho chiến sĩ. Nhưng có lẽ phải lượt sau. Lượt này chưa thể đánh được. Mình cần có lực lượng do thám nhỉ? Mình cần phải biết xem là quân Pháp có đóng ở đâu đã. Mấy thằng đệ của mình thì nó chưa chiến tranh với ai cả. Nhưng thế này là ổn. Ồ, tốt. Nó không chiến tranh với ai là tốt rồi. Mình có một cái vùng đệm quá an toàn ở dưới này rồi. Có một cái vấn đề nữa là bây giờ mình phải có quân đoàn để tiến lên phía Bắc này. Mình phải chiếm được cái vùng phương Bắc này thì mới có hải quân được. 9.000 chúng ta chưa nâng cấp. À đây, nâng cấp công trình này lên. Phải chiến tranh để kiếm thêm tiền để nâng cấp cái công trình đấy đã. Nền kinh tế của mình. À, rất nhiều anh em hỏi là tại sao mình không chiếm luôn đất này, cái giao đất cho đệ tử làm cái gì, thì các bạn hãy nhìn vào đây này, cái nền kinh tế của chúng ta này có phần order khác này này. Cái tiền cố định là 1.700, các bạn nhìn thấy không? Thì nó là cố định, có cái dòng thứ hai đấy. Tổng thu nhập từ các nước chư hầu, các bạn nhìn kiểu chúng ta được 2.320 đồng. Đóng góp từ các nước chư hầu là đóng góp cho chúng ta. Trong đó này Bỉ này, 978 này, Brandenburg 397, Westphalia, Bavaria, Hanover đó. Khi các bạn, nó là chư hầu của chúng ta thì ngoài cái việc là nó sẽ làm cái vùng phên dậu cho chúng ta, một cái vùng đệm an toàn cho chúng ta quanh lãnh thổ, nó cũng lại đồng thời đóng tiền cho chúng ta mà chúng ta lại không phải mất tiền xây dựng nhà cửa. Một công đôi ba việc lợi cho chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Đây tướng 7 sao này. Rồi chúng ta sẽ luyện. Thôi được, anh em bảo muốn xem tướng 9 sao thì mình sẽ luyện một tướng 9 sao. Hiện tại đây hai tướng này là tướng 8 sao rồi. Mình sẽ luyện lên tướng 9 sao cho anh em xem. Yes, sir. Tướng này chúng ta luyện cấp tiếp. Mình có thể tuyển thêm được bao nhiêu tướng nữa nhỉ? Một tướng nữa. Chưa biết. Tướng chỉ huy của quân nổi dậy đang đứng ở đây à? Tướng chỉ huy của quân nổi dậy. Thằng Nga thì nó muốn chiến tranh với mình lắm rồi. Bây giờ
nghiên cứu công nghệ được à, tiến lên được phương Bắc nhỉ? Tiến lên phương Bắc thì mình mới có thêm lực lượng đánh nhau thì mới phát triển được hải quân. Ô, lãnh thổ thằng Áo còn một cái vùng ở ngay kẹp giữa mình và thằng Pháp. Đây. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Mình đây đã. Lỡ thằng Pháp nó lọ mọ lên sao? Thằng Pháp nó hay có cái trò đi qua đất của thằng khác để sang đất mình á. Xếp nó lại là để chúng ta cho thằng này vào đây. Chẳng may có xịt thì còn làm lại được. Rồi ok, may quá. Khi các bạn cho một cái thằng spy nó vào trong cái vùng này thì các bạn sẽ nó sẽ sau vài ba lượt nó sẽ hiển thị tất cả cái, sáng toàn bộ cái vùng bản đồ của cái tỉnh đấy lên, cái vùng đấy lên. Thì các bạn sẽ quan sát được hết quân địch. Và trận đây thì có tướng gì đây? Không rõ tướng gì đang gác. Mà chúng ta sẽ tấn công thụy sĩ đã. Sao này? À, quân của nó bị thương mà rank rất cao và đánh auto thì chúng ta dễ thua lắm. Đánh nhau với bọn Thụy Sĩ. Thụy Sĩ này thì có lẽ là sau thời kỳ của Napoleon này là Thụy Sĩ bước vào cái thời kỳ mà không chiến tranh với ai. Người Thụy Sĩ đã bằng chính sách ngoại giao khôn ngoan của mình đã giữ cho mình được hòa bình trong suốt cả hai cuộc thế chiến. Và đến tận bây giờ thì Thụy Sĩ vẫn là một cái quốc gia không có chiến tranh. Ồ, tiếng gì kêu ấy. Trận này thì chúng nó không có pháo binh. Không có pháo binh thì chúng ta không phải lo gì cả, mà đất đai thì bằng phẳng. Vậy thì trận này chúng ta cứ giả quân bình thường, không phải lo gì hết. Mà không có pháo binh thì chúng ta cứ cho quân của chúng ta được thoải mái luôn. Biến lên một cách bình thường. Đối phương mà không có pháo binh thì chiến trận sẽ dễ hơn nhiều. Các bạn sẽ không phải di chuyển để tránh pháo. Tất cả một trong những lý do mà trận này nó tính cho mình điểm cao bởi vì là tướng của chúng ta tướng 7 sao. Và bình thường các bạn chơi rất ít khi các bạn luyện được tướng, đúng không? Mà hôm nay thì mình nói rồi, cái chiến dịch này mình sẽ mang tính chất chia sẻ với anh em đấy. Một số những cái khái niệm mới, các cách kinh nghiệm mới chơi bản này nó khác biệt hơn so với tại sao cái bản này. Chiến dịch của Napoleon mình không luyện tướng bởi vì tướng Pháp vào nó đã 6-7 sao hết cả rồi. Các bạn chẳng cần thiết phải luyện nữa. Rồi, mình sẽ cho quân của mình tiến lên. Mình thấy là ok. Tiến vào cái khu rừng này. Cánh bên này thì Thụy Sĩ nó đang tấn công. Vừa xong. Lượng nó dẹo rồi. Lượng này đừng bắn nữa. Bắn chết con mình. Rồi xong. Bọn này tinh thần nó không được những quân Pháp đâu. Không được những kỵ binh của Pháp đâu. Kỵ binh Pháp lì đòn lắm. Ok kìa. Chạy luôn à. Thấy nó ngốc rồi.
nó chơi kiểu lầy à? Được, không sợ. Bắn thẳng vào đây. Bắn thẳng vào xíu này. Mấy cái thằng sợ này. Tinh thần chiến đấu của nó không được như quân Pháp đâu. Và bắn vào lúc là đỏ hết ngay. Thử đã lùi xa xuống tí. Chúng ta chỗ này đang bắn tà sườn. Rồi nhá. Lùi sâu xuống tí này. Đợi quân tiếp viện đến. Rồi cánh cái này xong rồi. Bắn đây cho anh. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên theo cách cũ. Bọn nó đánh giống kiểu Pháp nhưng mà tinh thần chiến đấu của chúng nó thì không thể bằng quân Pháp được. Binh của mình phải đến đây sẵn sàng chờ. Ôi ôi. Rút, tiến nhanh thế. Nó tiến nhanh thế nhỉ. Rồi, một thằng nữa bỏ chạy. Thế mà bọn này tinh thần nó không mạnh được như quân Pháp cơ mà. Mà nó cũng liều chết phết. Bắn mình chạy té luôn. Ơ kìa. Có vài đơn vị nó quay lại kìa. Tiếp, 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 tiếp. Bắn. Tâm bọn này thằng này liều làm sắp lên à, lại chạy chuyển hướng ra đây rồi. Đúng rồi, chuyển đi. Úi sợi mày định lao vào à? À rồi, không cần. Bọn này nó không phải thông minh như quân Pháp. Nó đánh nhau giống quân Pháp nhưng nó không thông minh đến quân Pháp. Giải quyết luôn đấy này. Bọn này bắn làm sao bằng quân Pháp được. Mặc dù lính laser kỵ sĩ này nếu mà chơi Pháp mình rất thích cái đội lính này. Đó. Nhưng mà khi nó chiến đấu dưới lá cờ của Pháp thì nó lại tinh thần chiến đấu nó rất cao. Khác hẳn với bọn này. Chúng ta bỏ chạy hết rồi. Đã dàn lại đội hình nghe. Dăm ba mấy cái thằng kỵ sĩ này mà dọa được anh. Xong đây. Xong luôn.
Nó đánh rất giống kiểu của Pháp nhưng mà tinh thần chiến đấu của chúng nó thì không thể bằng so sánh với quân Pháp được. Chơi quả lầy phát ra nào, xông lên. Wow, chúng ta đang xông lên theo cách ý. Bỏ chạy. Cứu chúng ta. Cứu thì không cần phải đánh nhau gì cả. Chết cho bọn mày. Rồi, mấy thằng thực sĩ. Anh thụy sĩ. Hay quá. Cướp được 4.800 à. Rồi chúng ta lại cướp tiếp. Thằng Nga chó chết này nó cứ bỏ ra thương mình thế nào nhỉ? Mẹ thằng Nga vớ vẩn thật. Bán đất tiếp cho thằng Pháp để chúng ta khôi phục cái tỉnh này lên nữa. Chúng ta sẽ có thêm một đệ tử mới. Rồi quá nhỉ, nó có cái mờ tiếng gì nó lại xè xè thế nhỉ. Rồi à, 300 à, thôi được rồi, khôi phục lại thằng thụy sĩ lên. Rồi cho nó rút về đây đã, và đồng thời mình rút quân mình về để hồi phục tiếp, có thêm một thằng đệ nữa. Như vậy là mình đã giáp rất gần với lãnh thổ của Pháp rồi. Rất gần Paris à. Thụy Sĩ đã trở thành chư hầu của chúng ta. Rồi Thụy Sĩ thì là thân với Pháp. Và tại sao thằng Thụy Sĩ này nó lại có những công nghệ này nhỉ? Và chiếm tỉnh này rồi giao cho thằng Thụy Sĩ. Cũng có vẻ hợp lý nhỉ? Chiếm tỉnh đấy rồi giao cho thằng Thụy Sĩ. Như thế thì phải là quân đoàn nào? Quân đoàn này à? Quân đoàn này chưa phục hồi hoàn toàn. Hai quân đoàn này luyện cấp xíu nữa rồi là bắc tiến. Chúng ta có 3 quân đoàn ở khu vực châu Pha. Ôi ôi, đây rồi. Còn cái vùng công nghệ nào nữa? Đây. Chưa nâng cấp. Tiếp vẫn còn một cái nữa ở bên vùng Hà Lan này nữa. Tổng cộng chúng ta phải có 4 vùng cần phải nâng cấp. Nan giải thế. Và Pháp ta vẫn đang kiểm soát được vùng này.
Bavaria an toàn. Chúng ta có một cái phiên dậu rất tuyệt. Nếu mà thằng Pháp nó chiếm nốt tỉnh này thì mình sẽ đánh đánh luôn cho thằng này đánh luôn. Thằng này tướng cấp thấp này liệu ăn được không nhỉ? Đấy mới là một vấn đề. Rồi, chắc qua lượt đã chứ. Kế hoạch xây dựng hạm đội của mình nó vẻ còn trường kỳ quá nhỉ. Đây thì đánh vào đây chưa được. Nó có quân đoàn nó đóng đây này. Tỉnh này thì có vẻ ăn được. Rồi, qua lượt đã. Xem anh Pháp anh ấy định làm gì. Thằng Anh nó lại chiếm được một cái vùng đất của thằng Tây Ban Nha ở ngay giáp với vùng Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either... Vâng, thôi, cảm ơn chị, em biết rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho những công trình này nghiên cứu. Đây. Nghiên cứu tiếp. Quân đoàn này đã phục hồi. Đánh ở đây thì bây giờ quân của nó ở đây chả hay căng đấy nhỉ. Chắc ăn được. Mình nghĩ là vậy. Không khó làm đâu. Cứ phải chạy về nhà để hồi máu này. Mất tham quá. Nhưng mà cũng không chả có cách nào khác cả. Bởi vì đứng trên đất của chư hầu nó chẳng hồi mấy. À, chúng ta xem các kỵ sĩ đã đóng góp tiền cho chúng ta chưa? À, ở cái chữ Other Nation khác, bởi vì nó ở đây nó chỉ hiển thị được 4 cái quốc gia đóng thuế nhiều nhất cho các bạn ạ. Còn những cái quốc gia khác thì nó sẽ không hiển thị lên. Nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là thu nhập của chúng ta đang tăng lên dần rồi. 4 quốc gia đóng thuế nhiều nhất nó sẽ hiển thị. Ra quên mắt luôn nào. Đứng khá mạnh. Để sau vòng này sẽ có nổi loạn đúng không? Hết tiền. Giao nút vòng này cho thằng Thụy Sĩ à? Nên đâu nhỉ? Nếu mà đánh được cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh tiếp cái thành này. Nếu có cơ hội đánh tiếp thành này. Cái thành này chúng ta sẽ khôi phục được cái thằng Italia lên, Cộng hòa Italia lên. Thì chúng ta sẽ ngăn cách quân Pháp thành hai vùng khác biệt nhau luôn. Thì có thể diệt lốt cái khu vực bên này được. Chả biết kế hoạch của mình nó có theo ý không. Mình nghĩ là bây giờ mình phải tích dần tiền thôi. Xây dựng hạm đội khá tốn kém đấy. Rebellions grow in strength over time. The more they're left unchecked. Tiếp tục giờ quẻ. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Và chưa biết lúc nào nó định chiến tranh với mình. 9.000 mình có thể xây dựng cái vùng này. Chắc ổn. Bereit machen und Befehl erwarten. Bereit machen. Linke Seite. Wow. Ăn luôn. Das geht quá. Linke Seite. Mars, alles bereit, Baron. Có thêm bổ sung quân đây. Mars, bereit unter Erwartung von Befehlen. Bürger, Mars. Zermalm diese Würmer. Befehl erwarten. Wir sind mächtig und unbesiegt. Chia lên cái skill gì? Bürger, Mars. Truppen, alles bereit, Baron. Mà về đây để hồi quân đã. Sonst noch etwas? Vẫn có một cái màu đỏ. Vẫn phải cướp bóc rồi. Giao đất cho thằng Thổ Nhĩ Kỳ xem. Thằng Thổ Nhĩ Kỳ này gần hết đất rồi. Nhưng mà trước khi đánh là chúng ta xếp lại cho mình phát đã. Bạn nhớ nha mình. Đây là cái thủ thuật để chúng ta mình muốn học được skill đặc biệt thôi. Chúng ta mới cần cái cách này thôi. Chứ còn bình thường các bạn cũng cần dùng nhé.
Rồi. Được sao vùng này lại nổi loạn lên mà. Ở đây có thêm quân này. Bổ sung lực lượng. Ấy. Quân đoàn này gần hồi hết rồi. Trận này là một trận khó khăn. Trận này ăn được không nhỉ? Weitere Befehle? Ăn này. Mình có một cái hay là trận này nó sẽ vào dưới dạng quân tiếp viện. Mình sẽ đánh nhanh trận này. Trận này chúng ta đánh chiến thuật khác, phải đánh nhanh. Và phát là phải ăn nó ngay. Có lẽ hai quân đoàn này cứ thay phiên nhau phục hồi rồi lại đi đánh, phục hồi rồi lại công thôi. Chứ chắc cũng không có phương án nào khác cả. Bởi vì là... Đây. Chỗ này nó có mấy đội quân này. Pháo. Tướng. Cho quân xông lên càng nhanh càng tốt. Lượng chủ lực của nó lại vào dưới dạng quân tiếp viện. Lực lượng chính của nó lại vào dưới dạng quân tiếp viện. Chuyện này chúng ta sẽ phải đánh kiểu khác. Đến nhanh lên đó. Chiếm lĩnh chiến trường. Thì anh em hỏi tại sao mình lại để cái chế độ bắn toàn bộ đơn vị như này. Bắn ở cái chế độ toàn bộ đơn vị này thì nó lặp đạn rất là lâu, nhưng mà nó có một cái lợi thế đó là nó áp chế tinh thần đối phương rất nhanh. Khi các bạn bị bắn, khi đối phương bị bắn toàn bộ như này thì nó áp chế tinh thần rất nặng. Nhất là đánh nhau với quân Pháp thì chúng ta áp chế được tinh thần của nó ngay từ đầu thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn. Và đó là một lý do mà mình hay sử dụng. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trận đánh luận. Ăn luận. Nó đang di chuyển. Chúng ta tiến luôn. Mình chưa biết quân tiếp viện của nó vào từ hướng nào. Nhiều khả năng nó sẽ tiến vào phía sau. Pháo của nó đấy. Nó bắn mình hơi bị rát đấy. Rồi đây, nó tiến vào từ góc này. Nó không chịu di chuyển luôn. Bọn này lì thật. Tướng này của mình lại không phải là tướng... Pháo của chúng ta bị bắn, chúng nó có cái sườn đồi. Không nhanh là mình có thể bị bắn đằng sau lưng như này. Vào rồi.
sát. Đội hình ngược rộng sẵn sàng. Ôi mẹ nhà nó bắn kinh rồi. Xong rồi. Nó đang vào. Ôi. Nó bắn súng mà nó bắn dã man thế nhỉ? Thôi, pháo binh của chúng ta dùng bắn. Nó đã giải quyết được chiến trường nào. Rồi. Vào đi. Chúng ta phải tiến lên để ngăn quân chủ lực mà nó có thể tấn công được tiếp. Đơn vị này bị thương vong nặng nề luôn. Rồi. Thế đấy. Sao nào? Pháo của nó tiến ở hướng kia. Không có cái gò nào thế này. Hướng này. Đơn vị này rừng cây không chắc lắm nhỉ, có một đơn vị bị thương nặng quá nhỉ, đơn vị xuống chiều. Light infantry, đi vào đây. Quân Pháp đang tiến vào rồi. Chúng ta cũng tiến lên để tiếp nó luôn. Mình của cổ. Này có lẽ thôi tạm thời nó rút thương nặng quá. Đây có một cái gò, tiến vào đây đi, rất khó cho quân địch có thể tấn công ở đây. Một e là nó tiến sớm gần nhanh hơn mình. Thank you.
tiến lên trước. Pháp lại đến theo cách cũ kìa. Anh em chuẩn bị. Rồi, nó không bắn được đâu, chỗ này có cái vỏ. Tôi đã quan sát chịu kỹ địa hình rồi. Pháo binh của nó sẽ không bắn được. Vỏ này không bắn được đâu cụ ạ. Rồi. Cái như này đã tiến tới. Người Pháp đã tiến theo cách cũ. Và chúng ta cũng vậy. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Phát ra tiền cho cách cũ. Phát ra tiền cho cách cũ. Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta chiếm được chỗ này. Pháo nó bắn thẳng rồi. Pháo thật xa nó bắn chứ không phải pháo này. Mình cũng không thể tiến lên được. Tiến lên thì kỵ binh của mình chưa thể cho tấn công được. Người Pháp đang bị ở đến chỗ vây. Lấp sau cái vỏ này nữa, chống được các khá khá bị nhìn được. Rồi thẳng ở đây nhanh. Bắn tạt sườn. Người Pháp vẫn tiến lên theo cách cũ. Và chúng ta tiếp vọng theo cách cũ. Binh ở chuẩn bị. Ôi, pháo nó lã. Nó lã đến xung phong này. Rồi, nhanh, không có tinh thần chúng ta đã bị suy giảm. Mình đến rất đúng lúc. Rồi, không được học tướng, không thể để lập lại bài này. Cái sai lầm chết người của tướng Snow khi mà kỵ binh tấn công là không có bộ binh kiểm trợ.
các bạn nhớ bài học lịch sử ở tới đây khi cho binh của Pháp tấn công nào không có bộ binh hiểm trở nha. Xong vào. Binh tấn công mà có bộ binh hiểm trở thì chúng ta không sợ. Rồi xoay ra đây, giải quyết tốt đội bên này. Làm nên chiến trường cho nó nhé. Rồi. Có vẻ mọi người đã an bài rồi. Rồi đây. Hai đứa này đã xong rồi chưa? Vào đây đây. Phát một chút đồ đâu. À thôi từ từ, binh trận này từ từ. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta phải lính theo. Đội hình hoặc rộng hay. Đây, tiếp tục. Đó là lý do tại sao khi kỵ binh tấn công bắt buộc phải có bộ binh yểm trợ. Tiếp tục. Tiến lên. Không sợ đâu. Ăn đi. Binh của chúng ta thì không ăn được cái binh của Pháp, nhưng mà rồi tâm đi. Đó là lý do mà tại sao bộ binh phải tấn công, bộ binh tấn công là phải có bộ binh, à bộ binh tấn công là phải có bộ binh hiểm trợ. Bạn thấy chưa, nếu chuyện vừa rồi mà mình không có lực lượng bộ binh hiểm trợ thì cái đội binh này của mình nát luôn, đội binh mang. Đó, và khi nó thiết lập một đống thì nó sẽ gặp phải mình. Đến bộ binh chúng ta lên. Xong rồi. Rồi. Sao mấy thanh niên này không phải bắn nữa. Chúng ta làm về chiến trường rồi. Đây, chiến trường nó đang thiết lập đội hình một đống. Bộ binh chúng ta sẽ áp sát. Và như vậy thì nó sẽ cái bộ hình đội hình một đống chỉ để chống bộ binh thôi. Nếu mà bộ binh xông vào thì nó vượt. Thấy chưa? Bộ binh của chúng ta đã có sẵn. Chắc không mất đâu. 12 mà. 12 chắc chưa. Rồi hết rồi. Chết chưa nhỉ? Rồi. Chúng ta sẽ lại chiếm được một cái tỉnh nữa. Tuyệt vời. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. À, chúng ta chưa chiếm. Xếp lại phát. Bây giờ chúng ta sẽ quân ở trong thành nó ra tiếp viện lên gần như trong thành nó chẳng còn quân nữa, chúng ta auto xong. Rồi cướp cái kiếm tí xẻng đấy. Rồi bán đất này cho thằng Ottoman. Không bán cho thằng Pháp nữa.
À, chúng ta vừa học được cái gì đấy. Tiếp tiếp. Tướng vây thành à? Mình không thích cái skill này lắm, nhưng mà thôi rồi. Skill này là cái skill nó tăng cái số tiền chúng ta cướp được khi mà chiếm một cái thành nào đó. Mà ý tóm lại là chúng ta là một cái tướng cướp bóc mà. Linke Seite, Marsch! Hilf die Flagge! Die Truppen auf die Schlacht vorbereiten! Rồi. Mình nghĩ mình sẽ hủy cái vùng này đi và xây cái nhà lính, nhà dân sự ở đây. Sau đó thì mình sẽ giao vùng đất này lại cho thằng Thụy Sĩ. Rồi. Quân Pháp thì xem nào. Không có nhiều quân đây đâu. Thanh niên này sau khi hồi máu xong, tuần sau rồi xong, có lẽ mình sẽ tiến tiếp xuống đây. Như đây nó có quân đoàn. Hơi khó ăn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Và save lại file.